Rồi, ok, chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bánh Hợp, rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái trận tên là trận Chan Sui, mình chả biết trận này là trận nào nữa. Bạn nào biết trận này là trận gì, vui lòng cho mình biết với nha. Rồi, tất nhiên là mình chơi normal. Khó thì mình chưa chơi được, thật ra các bạn thông cảm. Rồi, nói chung là màn chiến dịch của phe Ngụy á, chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi con Đắc Kỷ. Nhưng mà kiểu gì con này nó cũng làm phản rồi, tại con này nó theo Orochi mà nó đâu có theo phe người đâu. Rồi, nói chung là đồ thì tương đối ổn rồi. Ông này thì tiếc là chưa có cái suy giáp thôi, Tàu Phi có rồi. Đây, Tàu Phi có cái suy giáp rồi nè các bạn. Trương Hí thì mới vô, chưa có gì hết. Ability thì ngon rồi, nói chung là tới chiến số 2 chúng ta chơi tương đối nhẹ rồi các bạn. Với bây giờ mà, ví dụ giờ cái này ha, mình đổi cái này thì nó búp quên cho tướng tốc độ. Nhưng mà mình đâu có đủ 3 tướng tốc độ để chơi đâu, vậy là mình cũng không thích chơi như vậy nữa. Cái này búp cho tướng sức mạnh, này búp cho tướng kỹ thuật, có cũng không cần. Nếu mà đổi cái Kama này chắc chỉ đổi lấy cái kinh nghiệm thôi, mà thôi mình thấy cái kinh nghiệm này cũng không cần lắm, thôi cứ lấy cái may mắn đi để mình lấy vũ khí nó tốt tốt xíu, chứ mình xui quá rồi. Quýnh chả mấy khi nó ra được đồ tốt. Còn cái hồi năng lượng này lên mức 4 rồi mà thôi thấy cũng không cần. Rồi. Ok, vô. Trận này có bộ là cái đường đi nó quằn quèo thôi xíu á nha các bạn. Hơi khó nhìn đấy. Rồi, vô. Rồi, để cho anh này đánh thử rồi. Ồ, anh này đánh trên lưng ngựa ngon phết, mặc dù là đeo móng. Anh này quýnh trên lưng ngựa là hơi bị đỉnh. Nhưng mà chắc mới vô hơi yếu. Thật ra mình nâng cho anh này lên cấp 5 rồi, nhưng mà cũng còn thấy đuối lắm. Tại nó mới mở được có một chiêu à. Rồi vô. Được cái đúng là chỉ được cái quýnh lẹ. Ồ, cái chiêu gào này hay nè. À, chiêu này hay nhưng mà bay hơi nhiều. Để coi chiêu đặc biệt của anh này coi. Ồ chà, cũng là nhảy à. Wow, lướt hay phết. Ồ, quýnh, anh này quýnh như múa luôn các bạn. Ồ, Trương Hí hấp dẫn đấy. Mặc dù nhìn qua phần 7 cái chiêu qua này nó còn gay hơn, nhưng mà quýnh thì chiêu ra hai cái ra cái cánh bướm phía sau nữa chứ nó hại mà chết luôn. Nhưng mà nói chung là anh này gay nhưng mà gay lạ các bạn. Không, nói chung là có thể không gay mà nhìn là giống gay. Mình thì không kỳ thị gì người đồng tính đâu, nhưng mà nhìn cái anh này mình cứ thấy nó hại hại. Tao quýnh chỉ 6 tạo hình cho ảnh còn hay giống kiểu bắn nam bắn nữ hơn nữa đó. Giờ anh này mà đeo thêm cái nơ nó vô là người ta xác định luôn. À, bài nhảy nhiều quá anh ơi. À, mà cái chiêu số 3 của anh này lại phải dính hơi mới dùng được. Nó đứng gồng một xíu. Anh này mà thêm cái tầm đánh nữa thì tuyệt vời luôn. Tại cái chiêu số 2 này nó gào, cái tầm đánh hơi thấp. Ồ, cái đòn thứ nhất là nhẹ phết, mặc dù đó là đòn mạnh. Ây à. Ôi trời, múa nữa. Ông này múa nhiều phết. Rồi, cuối cùng cũng thắng. Chắc là nó tính quýnh mình á, nhưng mà mình quýnh lẹ quá nó bị bật ra. Đúng rồi, là mình ra tay trước á. Rồi, ông này ngồi ngựa quýnh ngon phết. Giá này để coi như để cày cho ông này đi. Cái đụng nào mạnh quá mới lôi Tàu Phi rồi ra. Ra Tàu Phi quýnh tướng cũng không ngon, nhưng mà được giờ được cái xuyên giáp rồi nó không có đỡ được nữa. Ông này hình như nhiệm vụ vô là giết 3 tướng thì phải. Ây da. Rồi, ok, hay. Để chạy bọc về luôn các bạn.
Chỗ này khoan đánh thì tại lát nữa cũng phải đánh nè. Hoàng cái hàng còn Hoàng Công Phúc. Các bạn có thấy tạo hình của Hoàng Cái trong phần này nhìn nó hơi giống cái cậu bé gì trong cái văn hóa dân gian Nhật Bản không à? Nhìn thấy nó giống, không chỉ giống tướng tàu lắm. Cái phần 6 thì Hoàng Cái khá là đẹp luôn á, nhưng mà phần này thiết kế thấy Hoàng Cái sao sao. Khoan, để cho tàu phi đánh đi. Hồi có gì để cho mới để cho Trương Hí đánh được, đánh ông này phải có cái xuyên giáp. Vậy đi gần hết máu rồi mới đổi về cho Trương Hí. Chết bầu lỡ tay đánh chết ổng luôn rồi. Rồi thôi cho Trương Hí ăn đồ vậy. Trời ra là cái này. Lỡ tay các bạn. Ấy dạ. À phần này quýnh ra bướm rồi các bạn, có điều là tuyệt chiêu ra bướm chứ phải cái kính, cái cánh bướm mọc trên lưng ảnh. À, phần 7 mình nhìn cái tuyệt chiêu của ảnh mà mình thấy ngứa luôn á. Chiêu số 3 này nó phải gồng một xíu. Anh này mà mốt có thuộc tính lôi vô quýnh chắc đã lắm. Rồi tạo phi ra trận. Dậm cho một phát. Trời lại lỡ tay giết nó nữa rồi. Để rồi cho anh này ăn cũng được. Rồi nói chung mấy màn này chưa có ngựa ngon đâu, thành ra cũng không cần phải giật ngựa của đối phương. Cỡ xích thố sao các bạn thấy không? Cỡ là con này thấy mình bèo bèo sao luôn á. Ngựa xích thố của lão bố chạy đã dễ sợ. À đây Mitsuhide Akechi đây. Rồi tàu phi đừng có đợn. Rồi để cho từ hoãn xả nào. Từ hoãn nó giờ không đánh được cái nào. Rồi ok, pha cuối cho Trương Hí chơi. Pha cuối vô tình đánh được ngay sau lưng. Cái chiêu bài bài này của Trương Hí khá nguy hiểm, là nó dễ vòng ra sau lưng đối phương á. Không có xuyên giáp thì phải có chiêu vòng ra sau lưng đối phương. Rồi đây lại ăn được kinh nghiệm. Nói chung là dán này chơi Trương Hí ăn kinh nghiệm đã luôn. Như là mới mấy cấp đầu mà ăn được mấy kinh nghiệm bự này rất là phê các bạn. Một phát cái nhiều khi lên cấp mà cũng thấy hết 2 phần 3 cây rồi. Quấn lính nó cũng lên lẹ nữa. Chơi chế độ khó nó còn lên nhanh nữa cơ, nhưng mà tại vì mình chưa đủ sức chơi chế độ khó nên chơi chế độ normal thôi. Này đi, chiêu này nó bay nhảy hơi nhiều nhưng mà kệ, nó nhờ vậy mình cũng được lợi một số cái. Mỗi tướng kiểu nó mới hay. Quýnh lính mà thấy mình cũng còn hơi đuối đó các bạn. À, cái anh Wolverine cũng khá là kinh đấy chứ đùa đâu. Ai da, lại vô đây nữa. Bản này nó sướng cái là nó có hiện cái thanh kinh nghiệm lên cho mình. Thật ra mình biết khi nào nhân vật của mình cần lên cấp. Mấy cái bản khác nó không có.
Thành ra mình thích cái bản World Orochi thì nó cũng là lý do như thế này. Mà bên cạnh cái việc mà nó bổ sung thêm nhân vật thần thoại vô thì game khá là hay. Bản này cũ rồi mà mình chơi cho các bạn xem, để mà bạn nào máy yếu rồi chơi là nhiều lúc mấy bản mới như bây giờ khá là nặng. Chỉ phải có cả đồ họa mới chơi được. Mấy cái bản cũ cũ vậy thôi chứ mà chơi ngon lắm. Nó chả cần đi đòi hỏi gì nhiều trên, nó hầu như máy nào cũng chơi được. Con này RAM 52 là chạy được nó ở mức tối thiểu rồi, mà bây giờ máy bèo bèo tới 4GB thì ta chơi con này thoải mái các bạn. Còn các bạn mà muốn chơi con Warriors Orochi 3/3 mà mới vừa được up lên đây nè. Rồi nó mới ra mắt gần đây á, nó bản thân nó đã nặng gần 30GB rồi. RAM rồi 8GB mới chạy nổi nó. 4GB nó chạy là giật cà bạc luôn. Phải có em cả màn hình nữa không thôi thì chỉ có lấy đồ họa cấp thấp thôi. Mà đồ họa cấp thấp thì nó cũng tựa giống vậy, chả ngon mấy. Thành ra thôi chẳng thà chơi bản này cho rồi. Thà mình chơi game cũ mà nó mượt còn hơn là mình chơi game mới mà nó cà giật hoặc là nó không lên mát đồ họa được. Tất nhiên đó là quan điểm của mình, còn bạn nào thích chơi game mới thì tùy thôi. Nên nó chơi chứ giờ đa phần mà game thủ cũng khó mà đáp ứng được hết cái yêu cầu của cấu hình của máy, cho nên của game á, cho nên nó là thường thì sẽ người ta chơi qua YouTube là nhiều. Đó, thành ra mình làm video để giới thiệu các bạn những game cũ mà nó hay để cho anh em có cái giải trí. À, Nobunaga đây rồi. Rồi thôi xin phép nha, chạy qua kia đánh trước đó các bạn, còn tướng bên kia nữa. Nobunaga là chánh tướng màn này. À, Quang Bình thì ngon rồi. Đánh mấy tướng dạo này dễ có đồ ngon. Ê, chơi gì ai chơi. Nó đánh phía sau 1 cái, nó đánh phía trước 3 cái. Ông này, chiêu của ông này hay thiệt. Nobunaga thì cũng như là tướng kỹ thuật thôi. Rồi cho Tàu Phi đánh mấy phát nè. Tàu Phi đánh là khỏi đỡ. À, này thì Quang Bình này. Rồi cho Tàu Phi đánh. Nobunaga gồng chưa có chiêu gồng khá hay, nhưng mà phải bay lên này, phải đợi nó gồng khá là lâu. Vô bản này mấy cái tướng mà chuyên chơi gồng á thực chất cũng không được nhiều lợi lắm. Mấy tướng sức mạnh á bên ấy phải, mấy cái tướng mà chuyên chơi đánh đòn nặng bên Samurai á thường hơi bất lợi chứ. À, số chiêu hơi ít rồi mà cái chiêu đầu thì thường không dùng nhiều. Con này nó đánh nhanh thành nó áp chế được đối phương, dùng cho Trương Hí khá lợi chứ. Ok, nói chung là từ hoãn có thể sẽ thay, Trương Hí cũng có thể mình sẽ thay. Rồi riêng Tàu Phi mình không thay các bạn nhé. Bạn nào muốn thay Tàu Phi thì để chiến dịch khác. Rồi thôi bỏ qua này đi, tại vì tiếng Nhật không mình chả hiểu gì. Ô, mình lấy được tổng quản nhà Toyotomi rồi nè. Nhân vật này sao mình cứ tự nhiên quên chứ mất tiêu tên và như Mitsuhide vậy phải. Cái tên gì quên tiêu tên rồi. Ông này rất quan trọng đối với lịch sử Nhật Bản giai đoạn cuối luôn, tại vì đây là sẽ là người mà thay mặt dòng họ Toyotomi đánh cầm tay quân để đánh với đông quân của Tokugawa. Ồ, Tàu Phi có điện, có bóng rồi, hay quá. Cây này thì Tào Lao thiên tướng. Có móng, hay quá, móng xịn luôn. Rồi, ông từ hỏa này có thêm băng. Rồi, mở được 2 chapter nữa, ngon. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.